thì chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bác sĩ của bạn. Quý vị thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ bàn về một bệnh liên quan đến mắt, đó là thoái hóa điểm vàng. Điểm vàng là gì? Căn bệnh thoái hóa điểm vàng này là một căn bệnh như thế nào? Sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với tình huống của chương trình để hiểu rõ hơn. Thoái hóa điểm vàng là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm giảm thị lực ở người lớn tuổi. Chúng ta có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh là nhờ vào võng mạc, và phần trung tâm của võng mạc chính là điểm vàng. Khi điểm vàng bị thoái hóa thì chúng ta có phải nhìn thấy mọi thứ xung quanh một cách rất mù mờ. Và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Tăng Hồng Châu trong chương trình Bác sĩ của bạn để hiểu rõ hơn về thoái hóa điểm vàng. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ. Xin chào MC Tuyết Anh, xin chào quý khán giả. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là căn bệnh thoái hóa điểm vàng. Bác sĩ có thể nói rõ hơn về căn bệnh này ạ? Thoái hóa tức là nói đến việc lớn tuổi, những người từ trên 60 tuổi thì ngoài việc thoái hóa rất nhiều các cơ quan thì trong đó thoái hóa điểm vàng là một trong những cái thoái hóa khá là đặc biệt ở mắt, gây sụt giảm thị lực khá nghiêm trọng. Và đặc biệt nữa là nó không phục hồi được. Thì chúng ta biết rằng ở người lớn tuổi, điểm vàng có thể bị thoái hóa theo hai phương thức. Một đó là thoái hóa khô, hai là thoái hóa ướt. Thì trong cái trường hợp thoái hóa khô tức là các cái tế bào nhạy sáng giảm đi số lượng, và khi giảm đi số lượng thì cái khả năng nhìn nó bị kém đi. Ở đây là ta đang nói nhìn chi tiết cụ thể, đọc chữ khó khăn hơn, các nét chữ có thể bị mất nét, và nhìn đường thẳng cũng có thể bị mất một số nét. Thế còn thể ướt là một cái dạng biến chứng trên nền cái thể khô. Lúc này không những là giảm cái tế bào nhạy sáng mà nó còn xuất hiện tân mạch. Chính sự xuất hiện tân mạch này khiến cho dịch có thể bị rò rỉ ra ở trong cái vùng hoàng điểm, thậm chí cả máu cũng rò rỉ ra, giảm thị lực trầm trọng ở vùng trung tâm. Do cái sự rò rỉ đó, cái hình trở nên bị méo mó và đường thẳng trở nên bị cong. Đó là đặc điểm của thể ướt, tức là thể ướt nguy hiểm hơn thể khô. Vậy thì thưa bác sĩ, nguyên nhân để dẫn đến tình trạng thoái hóa điểm vàng này là thường là do đâu ạ? Ngoài tuổi tác ra. Đúng rồi, đầu tiên ta phải nói đến đó là tuổi tác. Nhưng mà có một số nguyên nhân khác nữa. Thứ nhất, cái nguyên nhân mà ta ít để ý mà tưởng chừng nó ít liên quan, đó lại là hút thuốc. Hút thuốc là thủ phạm sau tuổi tác dẫn đến thoái hóa điểm vàng. Thậm chí thoái hóa điểm vàng sớm hơn ở cái tuổi ta gọi là 60 nữa. Bởi vì bản chất của thuốc lá là có một chất gây co mạch. Và đặc biệt của võng mạc là một cái mô rất nhạy với cái sự thiếu nuôi dưỡng, thiếu oxy, cho nên nó rất dễ bị chết một khi bị co mạch. Do vậy hút thuốc là nguyên nhân quan trọng. Thứ hai là béo phì, thừa cân. Nguyên nhân này thì cũng dễ hiểu. Tất cả những cái yếu tố béo phì đều làm cho lòng mạch trở nên nhỏ lại, dễ bị sơ vữa, cản trở cái đường đi của máu. Và nhất là các cái mạch máu li ti, tại vì khi đã đến võng mạc thì cái kích thước mạch máu nó còn lại rất là nhỏ. Để phù hợp với cái cấu tạo của mắt, do vậy nó dễ bị thiếu máu vùng hoàng điểm. Đó là bệnh béo phì. Còn lại thì yếu tố về cơ địa, tức là yếu tố có tính chất gia đình, yếu tố chủng tộc, yếu tố giới tính, thì thực ra cái này không phải là quan trọng lắm. Vậy thì thưa bác sĩ, làm thế nào để chúng ta có thể chẩn đoán được thoái hóa điểm vàng đối với các bệnh nhân khi tìm đến gặp bác sĩ ạ? Bệnh nhân họ tìm đến thì vì lý do mờ mắt, hoặc như ta nói hồi nãy là nhìn đường thẳng nó bị cong, nhìn hình bị méo. Cái việc mờ mắt của họ, đeo kính không cải thiện được. Thường người ta nói lớn tuổi chắc là mờ do mình không đeo kính lão, nhưng trong trường hợp này thử kính không lên được. Đó chính là cái đặc điểm. Thế còn bác sĩ làm sao mà biết được đó là thoái hóa điểm vàng? Tại vì mờ mắt thì như ta biết rồi, rất nhiều nguyên nhân gây mờ mắt. Thì bác sĩ đơn giản là soi đáy mắt. Bác sĩ sẽ thấy được hoàng điểm, tức là điểm vàng, có những cái biến đổi. Và cũng thậm chí bằng soi đáy mắt bác sĩ biết được đó là thể khô hay thể ướt luôn. Nhưng bác sĩ trước khi soi đáy mắt cũng có thể thử thị lực theo một cái cách hơi đặc biệt để biết được đó là thoái hóa điểm vàng, bằng cách cho bệnh nhân nhìn một cái bảng có những cái hình vuông kiểu như bàn cờ caro.
che một mắt lại, một mắt kia nhìn vào cái điểm đen ở trung tâm của bàn cờ caro. Nếu các cái đường ngang dọc của các cái đường caro đó mà nó biến dạng, nó cong, nó méo hoặc nó mất thì nghĩ nhiều là đến thoái hóa điểm vàng rồi. Dạ. Rồi sau đó người ta mới tiến hành soi đáy mắt. Và còn nữa, người ta sẽ tiến hành là chụp OCT. Lần này không phải chụp gai thị mà là chụp hoàng điểm. Thì sau khi chụp OCT hoàng điểm thì thấy rất rõ các cái dạng của thoái hóa, nó là thể khô hay thể ướt đều biết được. Dạ. Vậy thì khi đã xác định được rằng bệnh nhân có căn bệnh này rồi thì chúng ta có cách nào điều trị để giúp cải thiện thị lực của bệnh nhân hay không ạ? Về lý thuyết thì thoái hóa rồi không có cải thiện, tức là không có đảo ngược được tình trạng. Nhưng cũng có những cái giải pháp để làm chậm cái tiến trình đó, giữ cho thị lực nó chậm bị hủy hoại. Thì một trong những cái quan trọng nhất đó là mình tránh cái yếu tố nguy cơ mà tôi đề cập, đó là hút thuốc lá và béo phì. Dạ. Hút thuốc lá thì từ bỏ có nhiều cách, còn béo phì thì cũng vậy. Tất cả những cái chế độ ăn, chế độ luyện tập thì mình nên thực hành tối đa để làm sao giảm cân. Rồi, về chế độ ăn thì đặc biệt lưu ý có một số thức ăn vitamin A, C, E, các cái chất có trong rau xanh thì rất là tốt cho hoàng điểm. Dạ. Đó, một cái chất người ta hay gọi là lutein đó, thì là bây giờ cái thực phẩm chức năng người ta cũng có bán cái thực phẩm đó, mình có thể sử dụng nó lâu dài cũng giúp cho việc gọi là duy trì được cái tình trạng của hoàng điểm không bị thoái hóa nặng hơn. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, thoái hóa điểm vàng, một trong những nguyên nhân dẫn đến giảm thị lực ở người lớn tuổi. Sau chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị đã hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan tới căn bệnh này. Và dựa trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ có thể sớm phát hiện ra những dấu hiệu để sớm điều trị cũng như tìm ra cách duy trì tốt nhất thị lực của những người thân trong gia đình. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho bác sĩ của bạn cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.